Cả nhà thân mến, hiện tại App Báo đã có mặt ở 124 Kim Mã, thành phố Hà Nội. Hôm nay có chương trình đặc biệt là App Báo đi chương trình đây. Đây là chương trình này, Scouting, chương trình VTV3 cả nhà. App Báo đi thử giọng một tí. Đấy, đấy cả nhà này. À, đây, Scouting VTV3. Đấy, sàn chiến giọng hát này. Ôi rồi bây giờ như đi sàn chiến, như kiểu đi như đi thi gà chọi anh nhỉ. Đó, đây đây là vệ sĩ App Báo kiêm cả lái xe. Đấy, ở dưới là cầm cái túi này. Ôi anh xách nốt cả cái vali luôn đấy. À đúng không, đây đây là laptop nha cả nhà nhá. Đây mỗi hai anh em thôi. Ô thôi cơ bắp này. thôi anh ạ, bây giờ mình vào nha. Cả nhà, chương trình này là App Báo được một người cháu giới thiệu cho nên là App Báo đi thi cho gọi là mình đi thử giọng cho vui, để nếu mà có cơ hội thì mình có thể đi tiếp, còn không có cơ hội thì mình gọi là một chương trình trải nghiệm ở nhà nhé. Cả nhà ơi, lên tầng rồi, bây giờ đang đi lên tầng 3, hai anh em thôi. Thử giọng xong mình còn đi ăn cơm nhỉ. Thôi mình cứ đi trải nghiệm thôi, không phải to tát gì cả mà quá to. Vâng, lời đầu tiên cho báo xin phép được gửi tới ban giám khảo cũng như là quý vị khách quý đến đây ca khúc chính là báo sáng tác ca khúc Tìm Em, cầu ví sông Nam. Về với cuộc thi thì báo có hát rất là nhiều dòng nhạc, nhưng mà đặc biệt là dòng nhạc vùng cao là hợp hơn. Còn về ca khúc này là báo cũng muốn thử sức mình là về dân ca và ca khúc Tìm Em cầu ví sông Nam ạ. Chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên nữ anh ở bên bồ. Trên dòng sông im bóng trăng thề, một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cùng sóng cùng khói môi chạm mặt anh thương anh rồi nhớ đời. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn mười tám. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi có vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lời hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diêu gọi trắng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh ở cùng em
cảnh đông tu cả còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cùng sẵn cùng khói môi chặt mặn, thương anh sâu nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn mười tôm. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xem chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh ngỏ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lời hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên thôn đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đó lỡ duyên tình. Người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu vì cũng tạm tạm nhưng có thể à, không sao em có thể hát bài vùng cao được không để mở giọng luôn cho em mù say say thẩm thẩm mã đèo karaoke. Vâng 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 mù say say thẩm mã đèo karaoke. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh
ta uống hơ mê mê. Thân má đeo luôn vòng quanh có nơi đại ngàn đá sang, giữa núi rừng đường đào khoe xó như chỉ hồng trên đá. Ô cô em lên mùa, mùa say say lò say say, mùa say say lò say say yêu chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống ừ mê mê. Vừa xúc đeo vừa xóa ngang thơm má đeo nghĩ. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày hè tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đôi nắng đầy, đôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân chờ. Điếm tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn theo tin chiều gió, khăn khoảng đời đời. Chim cũng cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, tìm trong rừng chiếc khăn phiêu, chiếc khăn phiêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây. Chiếc khăn phiêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây. Vượt trên cây chị tôi đây nhặt thì chiếc khăn đẹp ngày. Thôi đừng ngày tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, phán phiêu đây. Ơi, có phải thắm thuyết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mối duyên nhau đời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Cao quá ấy, do tông. Được bài nào tông thấp hơn được là em hát được. Tuổi thơ anh, tuổi thơ anh, mẹ ru bên cạnh phòng, gió đung đưa cây khế để người đi mang nỗi niềm thương nhớ. Ôi quê nhà muối nắng hai sương, ơi quê mình nhuột ngoằn
cả chúa. Có bao giờ anh viết được phần thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tép con cua, nuôi con lên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông lo chảy về dòng lắm, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành Sơn thiên long, vượt qua ngàn bão tố, đông lộc ngơ mười bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh xa khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Vâng, em xin phép hết phần thi của em ạ. Rồi cả nhà ơi, báo vừa thi xong rồi. Thì bây giờ là trượt hay là đỗ thì không quan trọng nữa. Quan trọng mình được đi thi, mình được trải nghiệm và mình sẽ được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, và mình được trải lòng mình được thể hiện cái ca khúc của mình yêu thích ở trên những cái sân khấu lớn hơn nữa, để cho mọi người nếu có cơ hội thì sẽ được gửi tới cho khán giả ở trên truyền hình những ca khúc hay nhất của A Páo một sai cả nhà nhé. A Páo cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh A Páo cũng như là những hành trình của A Páo trong thời gian qua. Rồi cả nhà đi ra khỏi khách sạn rồi, một cái vị trí để gọi là tuyển giọng hát, sàn chiến giọng hát này. Đây, không biết là ông anh của A Páo đang ở đâu. Không biết ở đâu luôn. À đây rồi. Anh đấy vừa được bán ô tô lỗ xong hôm nay. Ô, anh này, hả? Hôm nay nghe tin anh là có tin vui là bán lãi được một tí à? Bán lại một tỷ. Bán không một tí thì làm gì một tỷ. Một tỷ bán một tỷ đây. Con đây, con lãi đây phải không? Ừ. Đây cả nhà đây. Ô tô đây. 29A092 26 đấy. Anh đấy vừa bán xong. Hôm nay là mượn nốt ngày hôm nay nhỉ? Ừ, mượn. Mượn nốt này. Bây giờ hai anh em. Vậy hai anh em đi đâu nhỉ? Ừ. Đi cùng phê nhé. Đi. Rồi cả nhà ơi, A Páo đã thi xong rồi, bây giờ là kiểu gì một là trượt, hai là đỗ thì không quan trọng. Quan trọng mình cứ đi vui vẻ là được. Ừ. Anh nhá, mua sai. Lên xe. Đi theo cùng A Páo nhá. Đây, có cả vệ sĩ này, cả lái xe này, đấy, cả quản lý luôn. Đấy. Rồi A Páo về đây cả nhà ơi. Mu say say lo say say. Mu say say lo say say. Hầu chứ hầu mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Say say lo say say, mu say say lo say say, hô chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống. Thank you.